Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Vườn Ươm Hải Đăng. Trước mắt các bạn đây là cây óc chó. Đây là cây giống óc chó mà Vườn Ươm Hải Đăng đang phân phối trên thị trường. Như các bạn đã biết thì ăn hạt óc chó rất là ngon và bổ dưỡng phải không ạ? Theo được biết thì trong hạt óc chó có rất nhiều thành phần dinh dưỡng như là omega 3, protein, chất xơ, kali, phosphor. Có công dụng là nguồn dinh dưỡng cho các thai phụ, tốt cho trí não nhờ có hàm lượng omega 3 cao, tốt cho bệnh nhân tim mạch, tiểu đường, tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống ung thư ngực. Cây óc chó có rất nhiều tên gọi. Ở miền Bắc thì người ta gọi là cây sung dại. Ở miền Nam thì người ta gọi là cây ổi dại. Hay còn có tên gọi khác là cây quả hồ đào. Cây óc chó có nguồn gốc từ quốc gia Ba Tư cổ đại. Đặc điểm nhận dạng của cây óc chó: cây óc chó là loại cây thân gỗ có chiều cao lên đến gần 20 mét. Quả của loài cây này có lớp vỏ cứng, bên trong có hạt chứa nhiều tinh dầu, bề mặt có nhiều nếp nhăn. Trước mắt các bạn đây là hình ảnh cây giống của Vườn Ươm Hải Đăng. Về đặc điểm cây giống của Vườn Ươm Hải Đăng có những đặc điểm sau: cây được trồng trong bầu ươm, là loại cây ghép, cây có chiều cao trung bình từ 40 đến 50 cm. Ưu điểm của cây ghép là cho quả sớm, cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, mang những phẩm chất của cây mẹ. Như các bạn thấy đây, đây là loại cây ghép nên cây đã cho quả. Trong quá trình mua cây giống, nếu quý khách còn vấn đề gì thắc mắc hoặc chưa hài lòng hoặc cần được tư vấn thêm thì quý khách vui lòng gọi điện về hotline 0966 446 329 hoặc truy cập email vuonhaidang@gmail.com. Chúng tôi sẽ kịp thời liên hệ lại và giải quyết ngay cho quý khách. Tại Vườn Ươm Hải Đăng, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về sản phẩm, chất lượng dịch vụ của chúng tôi.